mới 36 tuổi, nhưng chị Trần Thị Thu Hiền đã có 16 năm gắn bó với xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ qua nhiều vị trí công tác. Theo đó, chị từng là bí thư đoàn xã và hiện đã có 4 năm giữ chức vụ phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tùng Châu. Nhiều năm lăn lộn với thực tiễn phong trào, vừa hiểu rõ, hiểu sâu lợi thế của địa phương, vừa mang nhiều trăn trở của người con quê hương làm sao để xã nhà bứt phá đi lên khi được giao chỉ đạo hai thôn còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới chị hiền đã cùng với ban lãnh đạo thôn trực tiếp vận động nhân dân không ngại lựa chọn những tiêu chí khó khăn nhất để thực hiện là cán bộ nữ có tuổi đời tuổi đảng còn khiêm tốn quá trình thuyết phục người dân không tránh khỏi những khó khăn nhưng bù lại với sự mạnh dạn nhiệt huyết cùng tác phong làm việc khoa học gần gũi của một cán bộ nữ trẻ chị trần thị thu hiền dần được người dân ghi nhận tin tưởng Chúng tôi xây dựng khu nhân cư nông thôn mới kiểu mẫu về vai trò của cán bộ cấp trên đặc biệt là chị Trần Thị Thu Hiền đấy là phó bí thư đảng ủy xã là cấp ủy phụ trách thôn Văn Khang thì chị chỉ đạo rất sát sao nội dung chi cho xuống trình thái rất cụ thể và kiểm tra đốn đốc chúng tôi làm bằng được trong quá trình chỉ đào thực hiện thì bản thân cũng luôn là cố gắng thì luôn là đồng hành sát cảnh cùng với các đơn vị thôn xóm để rơi tháo gỡ những cái khó khăn mà thôn xóm mà đề xuất à thì à, các thôn đang xây dựng nông thôn mới thì hầu như là khó khăn nhất đó là cái việc vận động bà con nhân dân là hiến đất, hiến bơ rào để mở rộng à, đường giao thông. Thì à, bản thân chúng tôi à, phụ trách là cùng với thôn xóm đến Tân tương Hồ dẫn để đi cùng với à, cán bộ và nhân dân là tập trung vận động bà con nhân dân là thảo dự à, tương rào hiến đất để xây dựng. Cũng là một cán bộ trẻ trưởng thành sớm ở cơ sở. Anh Lê Đình Tài sinh năm 1984. Được tin tưởng giao chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn đã một năm nay. Trước đó, khi mới 29 tuổi, anh đã là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, rồi phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã. Dấu ấn đầu tiên của anh trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là thực hiện nghị quyết 06 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Ban đầu, khi đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đã gặp một số vướng mắc bởi sự nghi ngại của một bộ phận nhân dân. Nhưng bằng phương pháp tuyên truyền linh hoạt, mềm dẻo, chủ động nắm bắt các kiến nghị của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Đình Tài đã cùng cấp ủy chính quyền kịp thời tiếp thu, tháo gỡ các vướng mắc Đến nay, xã Trường Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện Đức Thọ trong tập trung tích tụ ruộng đất với diện tích gần 140 ha. Từ những dấu ấn như thế, tấm gương người cán bộ trẻ Lê Đình Tài đã lan tỏa sự dám nghĩ, dám làm đến nhân dân. Trong một thời gian qua thì đặc biệt trong chỉ chủ tịch là trẻ, mới nhưng nhân dân là rất là đồng tình ủng hộ thì chúng tôi là hoàn toàn là gọi là nhất trí về cái cách làm việc, cách chỉ đạo, đặc biệt là chỉ đạo là trong cái công tác là ở ngoài cái vệ sinh môi trường đặc biệt là công tác nông nghiệp cán bộ trẻ thì cán bộ xã thì trực tiếp là sát dân và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân sau khi có ý kiến người dân thì ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo rồi cán bộ công chức và trực tiếp xuống kiểm tra thực hiện các cái nội dung cụ thể để xử lý mọi công việc của nhân dân thì các ý kiến được giải quyết và được người dân đồng tình mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực sở trường, Tạo môi trường điều kiện để cán bộ rèn luyện phát triển, huyện Đức Thọ đã khơi dậy được ý chí, khát vọng cống hiến, tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đến nay, trong ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ, cán bộ trẻ có 11 đồng chí, chiếm 28,2%. Trong ban chấp hành Đảng bộ xã thị trấn, cán bộ dưới 40 tuổi có 134 đồng chí, chiếm 40,7%. Dưới 35 tuổi có 69 đồng chí, chiếm 20,9% thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, cán bộ trẻ có 53 đồng chí, chiếm 25,4%. Cán bộ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện có 7 đồng chí, chiếm 17,95%. Ban chấp hành Đảng bộ xã thị trấn có 91 đồng chí, chiếm 27,66%. Cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có 44 đồng chí, chiếm 21,15%. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ nâng cao đáng kể so với nhiệm kỳ trước là bước tiến quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của huyện Đức Thọ. Huyện Đức Thọ cũng hết sức quan tâm, đặc biệt là nguồn cán bộ trẻ. À, nguồn cán bộ trẻ thì à, từ nguồn của cán bộ đoàn, rồi từ những em học sinh, sinh viên mà được à, đào tạo bài bản, có nguyên vọng ở lại quê hương để công tác. Thế vậy là à, chỉ đào các địa phương đơn vị là Uh, tiến hành là gặp gỡ bồi dưỡng và đưa vào hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ được huyện Đức Thọ đặc biệt chú trọng, xem đây là công đoạn tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn. Chỉ tính riêng năm 2023, Ban Thường vụ huyện ủy Đức Thọ đã quyết định điều động luân chuyển 20 lãnh đạo phòng ban cấp huyện và cấp xã thị trấn để cán bộ có điều kiện môi trường rèn luyện trưởng thành và phát triển toàn diện xã Tùng Ảnh, trước đây là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Đức Thọ. Từng thuộc tốt địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2013. Thế nhưng một thời gian, phong trào có dấu hiệu chứng lại do có những vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng ủy và đồng chí Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đến mức phải xử lý kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện đã được luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đảm đương vị trí đứng đầu cấp ủy trong bối cảnh một số người dân mất niềm tin vào cán bộ đảng viên, nhiều khó khăn thử thách sẽ phải đối mặt. Thế nhưng, việc đặt cán bộ vào những địa bàn như vậy cũng chính là tạo môi trường để thử thách, đào tạo những cán bộ bản lĩnh, kinh nghiệm gắn với thực tiễn ở cơ sở. Trong đợt vừa rồi cá nhân tôi và nhiều đồng chí khác cũng được luân chuyển về cơ sở. Đấy là cái môi trường thuận lợi để cho mỗi một cán bộ được luân chuyển có cái cơ hội để mình cống hiến và trưởng thành. Bây giờ về cơ sở thì là người đứng đầu thì mình phải quán xuyên tất cả, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng đảng, rồi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại một cái địa bàn nông thôn nên công việc thì xác định là mình phải trách nhiệm cao hơn. Cán bộ là hạt nhân của nền công vụ là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, huyện Đức Thọ chủ trương muốn có một đội ngũ phục vụ nhân dân tốt, trước tiên cần có một chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tốt. Cùng với việc đào tạo qua thực tiễn thì một trong những việc được chú trọng đó là tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên ban thường vụ huyện ủy là tập trung là đào tạo về chính trị rồi bố trí vào các vị trí chủ chốt của các phòng ban ngành đơn vị địa phương cơ sở rồi luân chuyển điều động từ cán bộ huyện về cơ sở để đào tạo rồi từ cơ sở lên huyện để đào tạo rồi từ ngành này sang ngành khác trong thời gian vừa qua thì tập trung rất mạnh cái này để cán bộ đen luyện thử thách quá các môi trường khác nhau, quá các công việc khác nhau. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng. Nhận thức rõ quan điểm này để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. Đảng bộ huyện Đức Thọ luôn xem việc phát hiện các nhân tố quy hoạch đội ngũ cán bộ đào tạo qua lý luận và thực tiễn để trưởng thành là công việc thường xuyên đây cũng là bài học kinh nghiệm để huyện đức thọ xây dựng đội ngũ cán bộ tốt vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như quan điểm của đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên nhà lý luận xuất sắc của đảng người con ưu tú của quê hương đức thọ